Xin so, um, chào cô chú anh chị mình gần xa đã quay lại với kênh mua bán bò kem buổi chiều ngày hôm nay nha anh chị. Hiện tại được 4 giờ chiều ha. Em đã có mặt ở ngay trước nhà này nha anh chị. Hôm nay thì em báo giá cho anh chị mình chính là ba con bò cái mẫu Bombay đang chữa là bò bê nha anh chị. Bây giờ em sẽ quay về con đầu tiên ha. Con bò cái chữa đầu tiên này thì sẽ mặt nó nghiêm chỉnh nè. Cái vàng sẽ lưng cũng nghiêm chỉnh nha. Con bò đầu tiên này thì hơi ốm nha anh chị, hơi thiếu nuôi ha. Mong đích thì hoàn thiện ha. Hoa đen, dưới đây của nó là phần rúng nha anh chị con bò đầu tiên này rúng dày ha bốn chú đều dàn chân sau và chân trước thì chân móng hoàn thiện nè móng sò nha anh chị yếm đầy đủ ha con bò cái chỗ đầu tiên này thì em đo ngay số lưng nha anh chị thì nó cao là một m 15 bò ha con này thì mẫu bông ba nha chị con bò này thì nó đang chữa là bò ba b được hơn 5 tháng rồi nha quý chúng chị thì bò này em bán về cho cô chú cho mình chăn nuôi thì em bao chữa nè bao khám và bao lòi cho anh chị tới đẻ nha bò này em là em giảm giấy cam kết là bao cho gì tới đẻ luôn nha chị nên là mình yên tâm ha thì cái con bò cái chữa đầu tiên này thì em quan sát kiểm tra trước sau thì con bò này da sát rẹt đỏ mặt nha anh chị trước sau thì không ren không giá nha hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị con bò này thì nó đã đầy được hai con rồi và nó đang bậu lại là lưới thứ ba nha anh chị nó đang chữa là bò ba b ha được hơn 5 tháng nhau chúng chị đó thì nói chung là ba con bò ngày hôm nay em bán cho cô chú chị mình đem về nuôi á thì con nào cũng rẻ hết nhau chú chị em sẽ bán hết ba con một lần ha tại ba con ngày hôm nay thì phải nói chớ rất là rẻ luôn nhau chú chị và để biết cái giá cả cuối cùng thì chị đừng quên xem hết cái video của em để chúng ta là sở hữu mình đem về hết ba con bò này mình đem về nuôi bò sinh sản và mình phát triển kinh tế gia đình của mình nha cô chú chị rồi bây giờ em sẽ quay về con bò cái số 2 ha là con bò cái cách man đầu trụi cũng đang chữa là bò ba b cho chị coi luôn ha đó đây là con bò cái chuỗi số 2 nha chị con bò cái gấp man này thì đầu trụi có hai sáng mặt nha Sáng lưng thì nghiêm chỉnh nè dài đòn mong đích cái đuôi nói thì hoàn thiện ha hoa thì ngoa đen đuôi dài nha chị rốn nghiêm chỉnh ha bốn vú đều đó vàng chân sau nè chân trước ha chân cẳng thì trước sau thì đứng cẳng hoàn toàn luôn nha chị móng sò hết luôn nha đó yếm dày chiều cao thì em lấy thước em đo ngay số lưng con bò cái gấp man số 2 này thì nó cao là một m hai con bò này hiện tại thì nó đang chữa là bò 3B được 5 tháng nha cô chú chị. Con bò cái số 2 này em bán về cho bà con mình nuôi thì em cũng bao chữa nè, bao khám và bao lòi cho anh chị tới đẻ đàng hoàng ha. Cũng như là tất cả ba con này em đều bao hết cho anh chị luôn ha. Con bò này thì nó đẻ được hai con rồi nha chị và nó đang bầu lại là lứa thứ ba ha, bò 3B nha chị. Bò này thì em kiểm tra thì trước sau cũng đổi mặt nha anh chị, không len không giá nha, tất cả là nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Chân móng nè, xá tích nè chậu lườn vú rốn lì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị con bò cái số 2 này thì nó là dòng gách man đầu trụi nha anh chị bà con mình thường gọi là bò bu ha cho dễ nha cô chú anh chị đó rồi bây giờ em sẽ quay về con bò cái cuối cùng luôn là con bò cái xin chữa bò bê rồi em sẽ cập nhật giá ba con này ngày hôm nay để cho cô chú anh chị mình cùng biết luôn nha thì đây chính là con bò cái xin chữa số 3 nha anh chị con bò này thì sáng mặt nó nghiêm chỉnh nè đó vàng sẽ lưng nói vậy cũng nghiêm chỉnh ha ngay bên hông thì bị chày nha cô chú anh chị mong đích thì hoàn thiện ha đó rúng thì đầy đủ nha cô chú anh chị bốn dấu đều ha vàng chân trước sau nó thì em kiểm tra thì chân móng nè hoàn thiện ha móng sò đứng thẳng hoàn toàn nha anh chị bò này thì em quan sát trước sau thì cũng liền bơn ha không len không giá hoa thì hoa đen cày đu lớn nha cô chú anh chị đó con bò này thì hiện tại luôn nha anh chị em đo ngay số lưng thì nó cao là một m hai bò con bò này á, thì nó cũng đang chữa là bò bê ha. Con bò này thì nó chữa gần 6 tháng nhau chú chị Thì con bò số 3 này thì em bán về cho bà con mình nuôi á, thì em cũng bao chữa nè. Bao khám và bao lòi cho anh chị tới đẻ đàng hoàng ha. Cũng như là tất cả ba con này. Đó em bán về cho cô chú chị mình nuôi á, thì em đều bao hết cho anh chị tới đẻ nha. Đàng quen cho cô chú chị mình luôn ha. Đó. Con bò cái số 3 này á, thì nó đang chữa là bò bê rồi ha. Đang chữa là gần 6 tháng. Nó cũng đẻ được hai con rồi nha anh chị. Đang con bầu là lứa thứ ba ha tất cả là nghiêm chỉnh cho anh chị ha, không len không giá nha anh chị. chiều cao 1m22. rồi em sẽ báo giá ngay cho anh chị tất cả ba con bò này ha. ba con bò này thì ngày hôm nay đó em có xuống đây và ghi hình đăng bán cho anh á, anh báo giá của em là 63 triệu nha vậy chị. 63 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay là hết ba con bò cái chữa này nha anh chị. Còn nếu như mà cô bác anh chị mua lẻ thì giá sẽ cao hơn nha. Tại này thì anh bán là ba con là đồng giá thì 21 triệu con, ba con 63 triệu. Mua lẻ thì giá cao hơn nha anh chị. Thì anh chị mua hết luôn á thì anh chủ nhà sẽ bớt tiền xe và bao xe cho anh chị trong phạm quy là 50 cây số nha anh chị.